Chào các bạn, chúng ta có thể ví von rằng một nền kinh tế giống như một đoàn tàu đều cần có những đầu tàu kinh tế tạo sức bật và kéo nền kinh tế đi lên. Khi nhắc đến những đầu tàu kinh tế của Trung Quốc thì người ta sẽ nhắc ngay đến cụm từ Bảy Sang Quảng Sân, có nghĩa là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến. Bắc Kinh, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước, nơi đặt trụ sở của hầu hết các tập đoàn đa quốc gia trong và ngoài nước. Thượng Hải, mệnh danh là thủ đô kinh tế của Trung Quốc, trung tâm đầu não của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, tài chính, tiền tệ. Quảng Châu, thành phố ngàn năm thương đô, ngàn năm không suy thoái, là trung tâm giao thương, kinh doanh, trao đổi mậu dịch của Trung Quốc suốt chiều dài lịch sử. Thâm Quyến, đô thị của sự đổi mới, của những công nghệ mới, các ngành kinh tế, công nghiệp có hàm lượng khoa học, kỹ thuật cao. 40 năm phát triển, 40 năm đổi mới và cải cách kinh tế thì đã đưa Trung Quốc từ một đất nước nghèo nàn lạc hậu trở thành một đất nước tiên tiến và hiện đại trên thế giới. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất ở bộ mặt đô thị của bốn thành phố lớn này. Và hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đến tham quan một trong những nơi sầm uất và hiện đại bậc nhất của thành phố Quảng Châu để minh chứng cho điều này. Đó chính là khu trung tâm kinh tế Thiên Hà, hay còn gọi tắt là Thiên Hà CBD. Nào bây giờ thì chúng ta bắt đầu cuộc hành trình của chúng ta. Hiện giờ thì mình đang ở dưới chân tháp Quảng Châu, và đối diện với tháp Quảng Châu chính là khu kinh tế mới Châu Giang. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đi theo lối này để đi vào khu vực tháp Quảng Châu quay ở đó. Sau đó mình sẽ đi cầu bộ hành để sang bên khu kinh tế mới Châu Giang. Đó. Sau đó thì mình sẽ đi đến điểm cuối cùng, chính là cái tòa nhà ở giữa kia. Nó gọi là tòa tháp Trung Tín ở khu kinh tế Bắc Thiên Hà. Hôm nay thì coi như là mình sẽ khám phá dọc một cái trục chính từ tháp Quảng Châu đến cái tòa nhà Trung Tín. Nào bây giờ thì chúng ta bắt đầu cuộc hành trình của chúng ta. Giới thiệu với các bạn, đây chính là tháp Quảng Châu. Đó, rất là cao. Tháp Quảng Châu hay còn gọi là tháp truyền hình Quảng Châu, nó có biệt danh là Xẻo Mán Eo, nghĩa là eo thon nhỏ. Đây là một tấm danh thiếp du lịch của thành phố Quảng Châu, và có một câu nói cửa miệng thế này: nếu bạn đến Quảng Châu mà chưa từng ra thăm tháp Quảng Châu thì coi như là bạn chưa từng đến Quảng Châu. Tháp Quảng Châu nằm cách bờ nam sông Châu Giang 125m, có tổng chiều cao là 600m với 107 tầng. Đây là kiến trúc cao thứ 2 tại Trung Quốc và là tháp cao thứ 2 trên thế giới sau tháp truyền hình Tokyo 628m, là một danh lam thắng cảnh du lịch cấp 4A quốc gia của Quảng Châu. Được hoàn thành vào tháng 9 năm 2009 và chính thức mở cửa đón khách vào ngày 30 tháng 9 năm 2010, trùng với dịp Á vận hội 2010 diễn ra tại Quảng Châu. Đây là một dự án mang tính bước ngoặt của thành phố Quảng Châu. Sau khi hoàn thành, nó đã trở thành tấm danh thiếp của thành phố này. Về sau thì mình sẽ có một video riêng để review tháp này tới các bạn. Hẹn các bạn trong một ngày gần nhất. Giờ thì chúng ta qua bờ sông rồi sau đó lên cầu bộ hành Hải Tâm. Chân tháp Quảng Châu là một tuyến tàu điện mặt đất chạy dọc theo bờ sông Châu Giang, vừa để phục vụ cho giao thông, vừa để phục vụ cho du lịch tham quan viễn cảnh cho du khách.
Đó, đây chính là cầu Hải Tâm Thạch. Bây giờ thì mình sẽ đi lên cái cầu bộ hành này, sau là đi sang bên bờ sông bên kia. Vì đang trong dịp Covid nên là muốn lên cầu thì là phải đặt vé trước, đặt hẹn trước, trình được đặt hẹn, quét mã QR xong là bắt đầu đặt vé đặt hẹn trên APP. Cầu bộ hành Hải Tâm Thạch là cầu bộ hành đầu tiên của thành phố Quảng Châu bắc qua sông Châu Giang. Nó có nhịp cầu cũng như là bề rộng của mặt cầu là lớn nhất trên thế giới. Và mặc dù là mới đưa vào khai thác sử dụng từ giữa năm nay, nhưng rất nhanh nó đã trở thành một điểm check-in không thể bỏ qua cho du khách khi đến thành phố Quảng Châu du lịch. Trên cầu được bố trí rất nhiều vị trí trồng hoa, các loại hoa bốn mùa như hoa giấy, hoa bướm, nét đặc trưng cho văn hóa chơi hoa của người Quảng Đông, tượng trưng cho những chợ hoa truyền thống đầy màu sắc nơi đây. Đứng từ trên cầu thì mình có thể quan sát được rất rõ ràng quang cảnh của phần trung tâm thành phố Quảng Châu. Phía bên tay phải của mình chính là tháp cột truyền hình Quảng Châu. Đó. Bên tay trái là khu kinh tế mới Châu Giang. Đây là nơi có mật độ xây dựng vào loại cao nhất của Trung Quốc nói riêng và cả thế giới nói chung, với hơn 10 tòa nhà cao trên dưới 300 mét. Cầu Hải Tâm có vòng cao là 198m, chiều rộng nhất là 15m, được thiết kế mang phong cách văn hóa Lĩnh Nam. Hình dạng của cầu mang nhiều nét những hàm ý đặc sắc của văn hóa Lĩnh Nam. Nhìn từ trên cao, cây cầu như một chiếc đàn tỳ bà, còn nếu nhìn từ phía dưới bờ sông, phía bờ bắc thì hình ảnh chiếc cầu kết hợp với tháp Quảng Châu tạo thành một chiếc cung đang kéo căng, chuẩn bị được bắn. Cây cầu này vừa là điểm nhấn cảnh quan cho khu trung tâm, cho du khách tham quan thưởng ngoạn quang cảnh trung tâm thành phố, vừa là cầu nối quan trọng giữa hai bờ sông Nam Bắc, cho người dân qua sông dễ dàng thuận tiện, điều mà trước đây họ chỉ có thể thực hiện bằng việc đi tàu ngầm hoặc đi phà mà thôi.
Giờ thì chúng ta sẽ đi sang bên khu kinh tế mới Châu Giang để khám phá bên đó. Hải Tâm Thạch, Hải Sinh Sa. Giới thiệu thêm với các bạn một chút, nơi đây chính là sân khấu chính diễn ra buổi khai mạc và bế mạc của Á Vận Hội Quảng Châu 2010. Vì vậy, những di tích của Á Vận Hội vẫn được giữ lại và bảo tồn tới giờ. Điển hình là khu khán đài chính, trông như là khán đài của sân vận động, rồi khu sân khấu chính. Khán đài chính cao 30m, có thể chứa khoảng 24.000 khán giả. Nhưng trong giai đoạn sau, ghế ngồi của khán giả sẽ được lắp thêm ở hai phía Bắc Nam. Đối diện với khán đài là ba cột đèn hiệu ứng lớn, được thiết kế tượng trưng như ba cánh buồm khổng lồ, đang căng mình đón gió nâng con thuyền Hải Tâm Thạch hướng về tương lai. Đảo Hải Tâm Thạch là giao điểm của hai trục Bắc Nam và Đông Tây, Bắc Nam và Đông Tây. Trục Đông Tây là trục chiều dài lịch sử của thành phố, trải qua những biến cố, những thăng trầm, những đổi thay. Còn trục Bắc Nam là trục kinh tế mới của thành phố Quảng Châu, nơi tập trung những trụ sở đầu não. Bên kia chính là cầu Lạp Đức và khu kinh tế mới Tây Bà Châu. Đảo Hải Tâm Thạch là điểm cuối của trục kinh tế thành phố, là một trong những hòn đảo nhỏ ở giữa sông Châu Giang, được xây dựng thành một hòn đảo sinh thái giải trí, cũng là một trong những bến thuyền quan trọng của dòng sông Châu Giang. Hiện giờ thì khu sân khấu này trở thành nơi tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời lớn. Những buổi biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi hay những ca sĩ nổi tiếng có lượng người hâm mộ đông đảo cần khán đài lớn. Hiện tại thì thành phố đang bắt đầu kế hoạch cải tạo, thiết kế lại đảo Hải Tâm Thạch, mở rộng thêm chức năng thương mại, hệ thống nhạc nước và diện tích trung tâm biểu diễn ngoài trời, nơi tổ chức các buổi biểu diễn, các buổi nhạc hội lớn. Đây chính là bến phà Hải Tâm, một trong những bến tàu quan trọng nhất của thành phố Quảng Châu. Đằng sau lưng mình chính là khu kinh tế mới Châu Giang, tiếng Trung là Chu Giang Xin Trấn.
Đây là phần lõi, phần trung tâm nhất của khu kinh tế tài chính Thiên Hà. Hoạt động kinh tế phát triển ở Bắc Thiên Hà vào cuối thế kỷ 20 đã thúc đẩy nhu cầu mở rộng lên một khu kinh tế mới, chuyên nghiệp hơn, khoa học hơn và đồng bộ hơn. Đó chính là khu trung tâm kinh tế Châu Giang này. Khu kinh tế mới Châu Giang có tổng diện tích quy hoạch là 6,44 km2, diện tích phần trung tâm nhất là khoảng 1 km2. Khu kinh tế mới Châu Giang bắt đầu quy hoạch vào những năm 1992, chính thức được xây dựng vào những năm cuối của thế kỷ 20. Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, từ một vùng đất nông nghiệp heo vắng, mênh mông vươn mình trỗi dậy trở thành một trung tâm tài chính dịch vụ cao cấp, trung tâm văn hóa, trụ sở của một loạt công ty đa quốc gia, khẳng định vị thế là một trong bốn thành phố lớn, một trong những thành phố hiện đại bậc nhất của Trung Quốc. Ở vị trí giữa của khu kinh tế mới Châu Giang là quảng trường Hoa, đây, Hoa Trường Quảng Trường. Đứng ở vị trí này thì tất cả khu trung tâm tài chính Thiên Hà đã lọt vào trong tầm mắt của các bạn. Phía xa xa kia là tòa nhà Trung Tín. Đây là tháp Tây, đây là tháp Đông của khu kinh tế mới Châu Giang. Còn đấy đằng sau tôi chính là tháp truyền hình Quảng Châu. Tòa tháp Đông và tòa tháp Tây là hai tòa cao ốc cao nhất của thành phố và thuộc top những tòa nhà cao nhất của Trung Quốc nói riêng và cả trên thế giới nói chung. Tháp Đông có chiều cao là 539 mét với chiều cao là 116 tầng. Tháp Tây có chiều cao là 443 mét, cao 107 tầng. Ngoài quần thể những cao ốc chọc trời dày đặc, nơi đây còn có rất nhiều các tòa nhà mang tính biểu tượng được xây dựng như nhà hát lớn Quảng Châu, Cung thiếu nhi Quảng Châu, Thư viện thành phố, Bảo tàng Quảng Đông và các cơ quan quan trọng khác như Tháp Quảng Châu, v.v. Các tác phẩm nghệ thuật về chủ đề hoa luôn được sắp đặt thiết kế dọc theo quảng trường này, đặc biệt là vào các dịp lễ Tết. Những lễ hội về hoa luôn được tổ chức rất hoành tráng. Đây là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống tại nơi đây. Điều này có nhiều sự tương đồng với Việt Nam mình. Khu vực này thì bạn chỉ có thể đi bộ hoặc ngồi xe tham quan như thế này. Mọi phương tiện giao thông không được phép lưu thông trong này. Đây là Cung thiếu nhi. Bên này là Thư viện thành phố. Bên dưới của quảng trường Hoa chính là trung tâm thương mại Hoa Thành Hội, nơi tập trung các tiện ích như mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới, bây giờ cũng là giờ trưa rồi nên là xuống dưới dùng bữa cơm trưa luôn. Mày toán gọi mày, dịch vụ giao hàng mày toán. Ông chủ của cái công ty này là một trong những
tỷ phú đô la của Trung Quốc. Đến những nơi công cộng, trung tâm thương mại thì phải đeo khẩu trang và quét mã QR. Starbucks coffee. Giờ đang là giờ trưa nên rất nhiều du khách, phần lớn là đều là dân văn phòng này. Toàn dân văn phòng, thanh niên trẻ, họ xuống đây để dùng bữa cơm trưa. Khu này tập trung rất nhiều công ty, trụ sở, những tập đoàn đa quốc gia, nhân viên văn phòng rất là nhiều. Khai trương vào nửa cuối năm 2011, tổng diện tích xây dựng của Khoa Thành Hội là khoảng 500.000 m2 với 150.000 m2 dành cho không gian thương mại, tập hợp các cửa hàng mua sắm, dịch vụ vui chơi, giải trí, nghệ thuật. Với vị trí đắc địa thì Khoa Thành Hội mang đến cho dân cư tại nơi đây những trải nghiệm mua sắm, giải trí đẳng cấp, thu hút hàng vạn du khách mỗi ngày. Quán này trông rất đặc biệt, phong cách trang trí kiểu cổ của Hồng Kông. Phần lớn thì đều là các quán mì, quán phở. Đây lại một quán phở nữa. Phở Hồ Nam. Wow, còn rộng lắm các bạn này. Cứ đường trước. Mình phải kiếm một quán bất kỳ nào đó ngồi xuống ăn đây. Đi cả sáng mỏi lắm rồi. Vào ăn này. Cơm suất cũng được. Ở đây ăn cơm suất. $38, toàn $38, $26. Quét mã gọi thức ăn, quét mã QR là có thể gọi món được rồi. Thực ra thì từ vị trí này các bạn có thể xuống trực tiếp tầng ngầm thứ tư để đi cái chuyến tàu điện ngầm mini sang bên khu kinh tế Bắc Thiên Hà. Nhưng mà vì mình chưa quay hết cái khu kinh tế mới Châu Giang nên là mình sẽ lên mặt đất. Bây giờ mình lên mặt đất, sau đó là đi quay nốt khu kinh tế mới Châu Giang rồi mình sẽ qua bên khu Bắc Thiên Hà bằng cách là đi vượt qua cái khu đô thị Lục Tiểu.
khu kinh tế mới Châu Giang được thiết kế xây dựng cực kỳ đồng bộ, khoa học và hiện đại. Với tầng ngầm thứ nhất là tầng ngầm dành cho khu vực ăn uống, thương mại. Tầng ngầm thứ hai là dành cho giao thông, tức là cả một hệ thống giao thông, đường đi ngầm của ô tô, xe cơ giới ở tầng 2. Và tầng 3, tầng 4, hai tầng bên dưới là hệ thống tàu điện ngầm với hai đường tàu điện ngầm giao nhau. Đó, các bạn để ý, tầng ngầm thứ nhất dành cho thương mại, đây là cái trung tâm thương mại Hoa Thành Hội. Nó chạy dọc theo cả trục của cái quảng trường Hoa, từ đầu khu đô thị mới đến cuối khu đô thị. Hệ thống cây cổ thụ được trồng rất nhiều ở quảng trường Hoa. Đâu đâu cũng một màu xanh. Tại chân tòa tháp Đông là trung tâm thương mại K11 với 9 tầng. K11 là thương hiệu số 1 chuyên về mảng trung tâm thương mại kết hợp với không gian triển lãm trưng bày nghệ thuật của Hồng Kông. Đây là một trong những trung tâm thương mại xa hoa bậc nhất của tập đoàn này được xây dựng tại Đại Lục. Đó, các bạn xem, hệ thống cây xanh đều là cũng cây cổ thụ. Nên là bóng râm của nó bao phủ rất là tốt. Cảm giác như là lạc vào trong một rừng cây luôn. Tản bộ giữa công viên, cảm nhận được sự giao thoa hoàn hảo giữa thế giới tự nhiên và sự tráng lệ nguy nga của các kiến trúc được tạo nên bởi bàn tay con người.
Bên cạnh những tòa nhà chọc trời là những điểm nhấn với nét kiến trúc châu Âu. Vì hệ thống cây xanh bao phủ rộng lớn nên quảng trường hoa là địa điểm lý tưởng cho dân văn phòng tới đây nghỉ ngơi, có những giây phút thư giãn giữa giờ nghỉ ban trưa. Hai tòa tháp Đông Tây kết hợp với tháp truyền hình Quảng Châu ở phía bờ sông bên kia tạo nên thế chân kiềng vững chãi, hài hòa. Một trong những điều đặc biệt trong quy hoạch của khu kinh tế mới Châu Giang đó chính là việc xây dựng đối xứng giữa các kiến trúc. Các bạn để ý, đây bên này ba tòa có độ cao tương đương nhau, thì bên này cũng thế, có ba tòa có độ cao tương đương với bên này. Đó, rồi đằng sau tôi, đây bên này là tháp Đông, bên này là tháp Tây. Và bên cạnh tháp Tây thì có một cái mấy tòa nhà có độ cao tương xứng với lại bên tháp Đông. Nó tạo nên sự cân bằng giữa Đông và Tây và tạo cho sự cân bằng trong kiến trúc quy hoạch. Ở giữa là công viên cây xanh và hồ nước. Nên là nói người Quảng Đông rất coi trọng phong thủy thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy ở trong khu đô thị, khu kinh tế mới này. Toàn bộ khu vực này chỉ có các cao ốc văn phòng, trụ sở của các tập đoàn, các công ty đa quốc gia, chứ không có khu vực dành cho chung cư hay khu nhà ở của dân. Điều này thể hiện tầm nhìn và bộ óc quy hoạch của họ rất là tốt, tạo nên sự chuyên nghiệp, khoa học, đồng bộ trong một đô thị hiện đại, điều mà chúng ta rất đáng để học tập và tiếp thu. Đây chính là điểm cuối cùng của quảng trường hoa, cũng là điểm cuối của khu kinh tế mới Châu Giang.
giờ thì mình sẽ đi xuống tầng hầm, sau đó đi qua đường hầm để sang khu đô thị Lục Tiểu ở bên kia con đường. Hoàng Bù Đa Tàu, Rấn Xính Tàu, đi đằng đó, đi qua cái đường hầm này là tới khu đô thị Lục Tiểu. Bên trên đó là đường giao thông. Trước cổng tàu điện ngầm này, bao giờ cũng có rất là nhiều xe đạp dùng chung. Miền Nam mình phải cũng phải phát triển cái dịch vụ này thì mới đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của người dân. Có rất nhiều quán ăn dọc theo con phố này, các bạn xem. Đây là khu đô thị Lục Vân, xin lỗi các bạn, lúc đầu thì mình nói nhầm. Đây là một khu đô thị tương đối cổ, nó được xây dựng vào đầu những năm 90. Mà cũng chính vì vậy mà bây giờ Quảng Châu muốn giải phóng mặt bằng và xây dựng lại khu đô thị này. Nhưng mà như các bạn cũng biết đấy, đây là phần trung tâm nhất của thành phố, nên là việc giải phóng mặt bằng cũng như là đền bù là tương đối là phức tạp và vất vả. Thế nên là kế hoạch thì đã có hơn 10 năm trời, nhưng đến bây giờ thì khu đô thị này vẫn án binh bất động. Phía bên kia là khu kinh tế mới Châu Giang. Đây là khu đô thị Lục Vân. Nói là nó cổ, nó cũ, nhưng mà có lẽ với mình thì nó vẫn còn mới chán. Trông nó vẫn gọn gàng, sạch sẽ, cũng không đến nỗi là tàn tạ hay là dập nát lắm. Thực ra thì tất cả những cái quán này đều là quán ăn đấy, nhưng mà có lẽ là vì Covid, ảnh hưởng của Covid nên là cái khu này bây giờ nó đóng cửa hết này. Chứ thực ra trước đây vào trong cái khu vực này là nhiều thứ để ăn, nhiều thứ để ngắm lắm. Đó, mình đi hết cái khu đô thị Lục Vân này là đến khu kinh tế tài chính Bắc Thiên Hà. Mà cái điểm nhấn chính, biểu tượng của khu này chính là cái tòa tháp, tòa nhà Trung Tín, Trung Xin Quảng Tràng. Hả? San Cha? San Cha. Tao mèo. Bà Ly rồi mai đó. Nướng chán cơ mà. Nói cơ nói xẻo cho chính nè. Tôi ở xe nó đi chi nè. Chứ sẵn yàng rồi đó. Thế là cứ có thể cua. Ngon. Đậm lắm, rất là đậm. Cái bên như hoa sơn. Hạt bí. Đá mèo. Wow, khoai nướng này ngon không? Wow, sớm mai đó. Sư ba quay chuyện y chín à? Ồ, Lý Sàng Hoàng. Đây là trung tâm thương mại Thiên Hoàn. Đây là một trong những trung tâm thương mại nổi tiếng, sầm uất bậc nhất của Quảng Châu. Nó không phải là trung tâm xa xỉ, trung tâm thương mại xa xỉ nhất của Quảng Châu, nhưng nó là trung tâm phù hợp với lại giới trẻ nhất. Một trung tâm thương mại thuộc dạng thời thượng. Cái thiết kế của cái trung tâm thương mại này nó cũng rất là đặc biệt.
Nó là hình hai con cá đang nối đuôi nhau, tung đang bơi lội. Đây là mặt đất. Trung tâm thương mại này có tất cả 5 tầng. Có 3 tầng hầm và 1-2 tầng nổi. Đó. Các bạn thấy thế nào? Nó thiết kế rất đặc biệt phải không? Cổng vào đó trông rất hiện đại này. Cổng xuống tầng hầm. Có rất nhiều thương hiệu quốc tế phù hợp với giới trẻ tại đây, như quầy hàng của hãng điện thoại Apple, showroom của hãng xe Tesla, hãng thời trang Gap, Zara, H&M, Diesel, Old Navy, Victoria's Secret, hay hãng đồng hồ Tissot, Casio, Rolex, Seiko, các hãng mỹ phẩm như là Lancome, Burberry, Fresh, hãng thời trang như Adidas, Puma, Jordan, vân vân. Nơi mình đang đứng chính là phần lõi của khu tài chính Bắc Tiên Hà. Và tại nơi đây thì 20 năm trước, nơi đây là nơi sầm uất và hiện đại bậc nhất của thành phố Quảng Châu. Và khi đó thì khu kinh tế mới Châu Giang vẫn chỉ là đồng không mông quạnh, cỏ mọc um tùm. Nhưng 20 năm quy hoạch phát triển và định hình thì đã hình thành đến một khu đô thị mới hoàn toàn lấn át cái khu cũ Bắc Tiên Hà này. Bây giờ thì khu Bắc Tiên Hà chủ yếu phát triển về thương mại,
Nơi đây tập trung rất nhiều những trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất của Quảng Châu. Và nơi mình đang đứng đó là cái trung tâm thương mại Thiên Hoàn, là một trong số đó. Bây giờ mình sẽ xuống tầng hầm, đi vào đường hầm để đi qua sang bên tòa nhà Trung Tín kia. Đây là khu trung tâm thương mại ngầm cực lớn và có thể coi là khu trung tâm thương mại ngầm lớn nhất của thành phố Quảng Châu. Về sau thì mình sẽ có một video riêng về chủ đề của khu trung tâm thương mại này. Chúng ta xem mục sở thị và khám phá cả ngày ở trong cái khu này. Khu này nếu mà các bạn có thời gian mà bạn là tín đồ mua sắm thì có đi cả ngày cũng không hết. Nó rất rộng, gần như là bao trùm toàn bộ cái khu vực của Bắc Thiên Hà. Bây giờ thì mình đi lên trên mặt đất, sau đó quay một cái cảnh flycam tổng thể, sau đó là có rẽ, sau đó thì chúng ta sẽ dừng video trong ngày hôm nay của chúng ta tại đây. Đó, đây là một cái quảng trường trung tâm, nó rất là rộng rãi. À, kia là tòa nhà Trung Tín. Bên dưới chân của tòa nhà Trung Tín chính là khu liên hợp thể thao của thành phố Quảng Châu. Và cái sân vận động kia chính là sân vận động của thành phố Quảng Châu. Nó là sân chủ nhà của câu lạc bộ Quảng Châu Hàng Đại. Câu lạc bộ mà đã vô địch Cúp C1 châu Á 2 năm. Đây là quảng trường trung tâm, nơi diễn ra rất nhiều những hoạt động của thành phố Quảng Châu liên quan đến thể thao, văn hóa, du lịch. Và nhất là đến dịp Tết thì đây là một trong những địa điểm tổ chức chợ hoa lớn nhất của thành phố. Bây giờ thì mình sẽ bỏ flycam ra, bỏ drone ra và quay một cảnh flycam ở đây. Sau đó là nói lời tạm biệt với các bạn. Tòa nhà Trung Tín cao 391m với 81 tầng được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 1997, khi đó là tòa nhà cao nhất của Trung Quốc và giữ vị trí số 1 nhiều năm liền sau đó, tới tận năm 2005 mới bị tòa nhà Trung tâm Tài chính Thượng Hải vượt qua. Tại đây tập trung phần lớn những trung tâm thương mại, những tổ hợp mua sắm cao cấp lớn xa hoa bậc nhất của Quảng Châu như Thai Cổ Huay Plaza, Thiên Khứa Plaza, Trân Cha Plaza, Thiên Hoán Plaza, Quan Linh Huay Plaza, v.v. Khu vực này tập trung những thương hiệu thời trang xa xỉ đẳng cấp của thế giới. Đây cũng là khu vực tập trung đông đúc nhất trụ sở của các công ty đa quốc gia trong bảng xếp hạng Fortune 500, bảng xếp hạng 500 công ty hàng đầu thế giới, 184 cơ quan và 20 công ty hàng đầu trong bảng xếp hạng 500 trong nước, 118 tòa nhà văn phòng hạng A, 48 tòa nhà có thu nhập trên 1 tỷ nhân dân tệ, khoảng 160 triệu đô la. Năm 2016, giá trị sản lượng kinh tế của đặc khu tài chính này đạt 270 tỷ tệ, tức là khoảng 42 tỷ đô la, đứng đầu trong cả nước. Vậy là hôm nay chúng ta đã đi khám phá và mục sở thị toàn bộ khu trung tâm thành phố Quảng Châu. Các bạn thấy thế nào? Nó thực sự ấn tượng phải không? Quy hoạch tốt, hiện đại, khoa học và quy củ phải không các bạn? Hôm nay thì chúng ta dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong video lần này và kiên trì theo dõi đến giây phút cuối cùng này. Thân ái, chào tạm biệt.